Hi, mình xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình sửa cái máy mà 20D 12 con D880 và 8 con D718 của khách đem lại. Thì cái máy này rất là lâu rồi, máy này đi bình 8V nha. Máy này là e mạch e chung, hai vế e chung. Thì hôm nay mình sửa là sẵn mình chia sẻ cái sơ đồ và cái thông số cho anh em tham khảo luôn. Thì cái máy này mình cảm thấy là rất là ok. Thì cái máy cơ mà máy hồi xưa giờ nè, máy này cũng sử dụng cũng được 10 năm rồi, thì bên này đánh cũng rất là ngon. Thì mình xin vẽ lại sơ đồ và chia sẻ thông số cho anh em cùng ráp nha. Đó, thì ở đây mình đi bình 8 nha, đây mình thử 8V cho các bạn xem luôn nha. Đó, thì cái bình này các bạn chỉ sử dụng 8V thôi nha, không được sử dụng 12V nha. Nếu 12V áp ra rất là cao sẽ dễ cháy biến áp nha, nên bình 8V là đánh cá ok rồi. Đây mình test nè, lửa rất là mạnh luôn. Mình kéo lửa rất là mạnh luôn cho các bạn xem luôn. Đó, thì thông số này là thông số thật luôn nha. Đó, thông số này là mình chia sẻ thông số cân gạo cho anh em làm luôn. Rồi, thì đây là cái sơ đồ của 20 con D. Một bên là 4 con D718 và 6 con D880, là tổng cộng một vế là 10 á. Bên này cũng tương tự như bên này, 4 con D718 và 6 con D880. Nói chung là tóm lại là cũng là con D, nhưng mà con D880 thì nó nhỏ hơn. Đó, nhưng mà nó sử dụng chung với con D718, đánh rất là ngon và rất là ok. Thì ở đây mình chia sẻ sơ đồ cũng như thông số cho các bạn luôn. Thì cái chân E á, có nghĩa là cái chân thứ ba của con D718 nè, các bạn nối chung hai vế lại với nhau, và điểm giữa này các bạn ra cái kẹp âm nguồn, có nghĩa là dấu trừ, là âm 8V. Và cái kẹp cộng á, thì các bạn ra điểm giữa của cuộn sơ cấp này nè. Thì cuộn sơ cấp này á, thì các bạn quấn cho mình là 10 vòng nhân 2 nha, dây 1 ly 3. Thì cái điểm bên này thì các bạn hàng vào chân C. Chân C có nghĩa là chân giữa của con D718 á, là nó thông mạch với cái miếng nhôm tản nhiệt luôn á. Thì tương tự bên này cũng vậy, cái sơ cấp bên này thì các bạn cũng hàng vô chân C. Đây là điểm giữa đây. Sơ cấp này các bạn hàng vô chân C. Và hầu tiếp thì khi mình quấn cái biến áp thì mình ra hầu tiếp rồi, nên các bạn khỏi cần đảo. Có nghĩa là cái dây hầu tiếp bên đây thì các bạn của cái vế bên này thì các bạn hàng vào chân B của cái vế bên này luôn. Đó. Tương tự cái dây hầu tiếp mình ra bên đây thì các bạn hàng vào chân B của vế bên này. Nhiều bạn lúc mà quấn á, không có đảo dây hầu tiếp lại á, các bạn quấn một chiều mà không đảo dây hầu tiếp lại á, thì khi mà các bạn bóp cò bóp á, thì nó sẽ không có kêu. Nên các bạn đảo cái dây hầu tiếp bên này qua phía bên này, và cái dây hầu tiếp bên này qua vế bên này thì máy nó sẽ chạy thôi. Đó, có nhiều bạn ráp không chạy là do mình không có đảo hầu tiếp. Rồi cái dây hầu tiếp này thì các bạn quấn cho mình 5 vòng nhân 2, dây 0.7 ly. Đó. Thì là ok thôi. Còn thứ cấp này các bạn có cuộn thứ cấp là cái cuộn ra vợt nè, có nghĩa là một đầu ra vợt và đầu còn lại các bạn qua cái tụ nha. Xong cái là từ cái tụ này ra vợt, tụ này các bạn đi chừng 20 đến 30 được rồi, không có cần là tụ lớn đâu. Tại vì cái máy này đánh vậy là ok rồi. Điện trở thì các bạn chọn là từ 10 đến 15 ohm, 10 ohm đến 15 ohm là được. Các bạn sử dụng dây meso thì các bạn sử dụng cắt sao mà nó khoảng 10 ohm đến 15 ohm là được. Đó. Rồi, thì từ điểm giữa cái cuộn sơ cấp này nè, các bạn ra cái kẹp dương luôn nha. Là bình 8V nha. Ở đây mình nói là cái mạch này và cái thông số này là đi cái bình 8V nha. Nếu các bạn đi 12V á, nó sẽ là áp nó ra rất là cao, nó rất là nóng và nó sẽ dễ cháy biến áp nha. Và cái cuộn thứ cấp này là các bạn cuốn cho mình 600 vòng nha, dây 0.35. Để lát nữa mình sẽ ghi bên đây cái thông số chi tiết bên đây cho các bạn luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua cái sơ đồ và cái cách ráp thôi. Con điện trở này thì 10 ohm đến 15 ohm là được.
10W đến 15W là ok. Đó. Thì đơn giản cái sơ đồ cái máy kích cá nó chỉ bao nhiêu thôi. Nếu mà các bạn ráp đúng như thế này thì máy sẽ chạy. Đó. Thì đây mình chia sẻ cho các bạn cái thông số luôn nha. Sơ đồ thì các bạn chụp hình lại, cái này là cái thông số mình quấn cho khách luôn. Nếu mà các bạn đặt biến áp thì mình cũng sẽ là quấn cho các bạn cái thông số này luôn. Đó, thì cái đây mình chia sẻ thật lòng đó, thì các bạn chụp hình lại và làm là ok thôi. Quan trọng là các bạn quấn cho kỹ, đừng có để mà nó chồng dây hoặc là nó lót cách điện nó không kỹ thì nó sẽ là phóng điện lên cái phe, nó sẽ gây ra giật cò bóp. Còn đối với mình quấn là tay mình đụng vô cò bóp luôn là không có ăn thua gì hết, hoặc là xuống nước. Các bạn thả cò bóp xuống nước cũng không ăn thua gì, cũng không có giật cò bóp luôn. Nó quan trọng là các bạn quấn biến áp nó kỹ là được. Rồi thì ở đây mình sẽ cho thông số cho các bạn luôn nha. Hồi nãy mình đã đọc rồi thì bây giờ mình cho thông số luôn. Đây là sơ cấp nè. Các bạn quấn cho mình 10 vòng nha. Nhân 2. Có nghĩa là 10 vòng. Các bạn ra một điểm giữa xong các bạn quấn tiếp 10 vòng nữa ra điểm cuối. Đó. Ở đây nè. Cuộn sơ cấp nè. Đây nó nhỏ quá mà các bạn không có nhìn kỹ. Nhưng mà các bạn mà ham hiểu về là đam mê làm kích cá thì các bạn nhìn về các bạn là biết lắp, biết làm thôi. Biết ráp, biết làm thôi chứ không có gì mà khó hết. Rồi, thì sơ cấp các bạn quấn 10 vòng nhân 2. Dây thì các bạn chọn cho mình dây 1 ly 3 là được rồi. Không cần mà dây lớn đâu. Theo mình ly 3 là quấn ok rồi. Nó có nhiều người, người ta làm clip là người ta chọn dây ly rưỡi, ly 6. Thì mấy cái đó là sử dụng cho máy sạc rồi thôi. Thì mới kích là ly rưỡi ly sáu là nó ăn bình và nó đánh nó cũng ngang ngửa cái dây ly ba này thôi, không có cần mà dây lớn nha. Đó, thì cái này các bạn lưu ý. Và cuộn hầu tiếp nè. Đó, hầu tiếp thì các bạn quấn cho mình 5 vòng nha, nhân 2. Đó, thì các bạn quấn giống như thứ cấp vậy đó, 5 vòng xong cái ra điểm giữa, tiếp tục các bạn quấn 5 vòng nữa ra điểm cuối. Dây thì các bạn chọn dây 0.6 đến 0.7 nha. 0.65 cũng được. Nói chung là ở đây nếu mà các bạn có dây 0.7 thì các bạn quấn 0.7 thì nó sẽ ngon hơn. Tiếp tục là thứ cấp. Thứ cấp thì các bạn quấn cho mình là 600 vòng nha. Đó. Thì ở đây các bạn đừng có nên thắc mắc là tại sao mà quấn cái thứ cấp ra rất là cao, trong khi đó mấy cái video người ta chia sẻ chỉ có quấn là 400 đến 450 hoặc là 380 vòng thôi. Ở đây mình nói với các bạn là ở đây mình sử dụng bình 8 nha. Đó, bình 8V chứ không phải là bình 12V. Nếu mà cái máy này các bạn đưa vào cái bình 12V đó, các bạn quấn á, đi đánh á, thì cái áp nó ra rất là cao và nó sẽ gây là khi mà áp càng cao thì nó sẽ hai cái vợt đó nó phóng điện với nhau, nó sẽ nóng biến áp, nó sẽ hư biến áp liền. Đó. Và dây 0.35 là được rồi. Đó, cái này các bạn lưu ý chỗ này, đừng có thắc mắc cái chỗ mà áp cao này. Các bạn quấn 600 vòng thì thực ra nó chỉ ra khoảng là 400 đến 450 V trở lại thôi, chứ không vào cao. Nó ngang ngửa với cái máy kích cá điện tử là cái đó là ăn rô phi rồi. Tiếp theo là điện trở. Điện trở thì các bạn chọn cho mình là từ 10 ohm cho đến 15 ohm là được, là ok. 15W là ok. Tụ điện, tiếp theo là tụ nha, tụ ra vợt á. Tụ điện hay còn gọi là, mấy người gọi là K3 đó. Thì các bạn chọn cho mình từ 2 microfarad nha, đến 3 mi là được rồi. Đó. 2 mi có nghĩa là 2,5 hoặc là 3 mi nha. Thường thường là mình sử dụng 2 mi là được, đã ngon rồi. Đó, nếu mà các bạn đánh nước sâu thì các bạn thêm 2,5 hoặc là 3. Đó. Đây thì là đơn giản vậy thôi. Cái biến áp với lại
thông số biến áp với lại cái thông số mà cái sơ đồ này, thì bấy nhiêu đó thì các bạn đã đủ ráp cho mình một cái máy kích cá rồi. Đây, mà lưu ý ở đây là sử dụng bình 8V nha. Thông số này chỉ áp dụng là đi bình 8 nha. 8V. Đó. Các bạn mà sử dụng cái thông số này mà ráp bình 12 thì các bạn đánh mà nó nóng nóng biến áp quá thì đừng gây cái chửi mình nha. Tại cái này mình cho thông số của bình 8 nha. Đó. Tiếp theo ở đây bây giờ mình chia sẻ cái kinh nghiệm cho các bạn nữa là các bạn gắn thêm cho mình một con tụ nha, tụ phân cực nha. Đây, một bên các bạn gắn một bên được rồi. Đó, ở đây các bạn chọn tụ phân cực, các bạn gắn từ chân B qua chân E nha. Đây, hồi nãy mình vẽ thiếu cái chân này rồi. E nè. Đó. Sao đồ này mình vẽ thiếu cái chân E nha, các bạn bổ sung vô chỗ này nha. Rồi, thì như các bạn đây, các bạn gắn cho mình có tụ nè, từ cái chân B nha, qua chân E. Để mình coi cái chỗ nào đây. Các bạn vẽ gắn cái vế bên này đây cho nó dễ nha. Từ chỗ đây các bạn gắn cho mình có tụ nè. Đó. Tụ phân cực nha. Đó, tụ phân cực nha. Là 10 microfarad nha. Tụ này trong mạch điện tử á là 50V. Đó, các bạn nhớ chọn cái tụ như thế này nha. Ở đây mình không đó, cái tụ là nó tương tự giống như vậy thế này nè. Nhưng mà các bạn coi thông số là 10 microfarad, 50V. Thì ở đây nè. Thì ở đây cũng 10 mi nè, đây nó tối quá mà. Đó, đây, đúng là giống cái tụ này luôn, tụ này cũng 10 mi 50V nè. Để mình lấy nét lại cho các bạn xem. Đó, các bạn nhìn rõ chưa? Nè, 10 microfarad, 50V này đó, các bạn lấy cái tụ này gắn vô. Là bảo đảm cái máy mình chạy đánh rất là ngon, ok. Đó. Nhớ là cái chiều dương á các bạn hàng vào chân B nha, còn cái âm thì các bạn hàng vào chân E. Các bạn mà gắn lộn cực chỗ đây thì nó sẽ nổ cái tụ này nha. Tại vì cái tụ này là tụ phân cực nha, nên các bạn lưu ý là phải gắn đúng chân của nó nha. Đó. Dương nha. Âm là nó nằm bên chân E nha, tại vì âm là nó đi với âm nguồn nè. Các bạn nhìn lại sơ đồ cho kỹ nha. Rồi các bạn có chụp hình lại thì chụp hình nha. Để mình ráp cho mình một cái máy nha. Ok nha, thông số thì mình đã cho sẵn bên đây rồi. Rồi, thì mình cũng chúc các bạn thành công nha. Đó, nếu các bạn mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh của mình nha, để theo dõi nhiều video mới của mình. Bây giờ mình xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha.